Hello tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ tiếp tục series ăn thời Covid. Nhân dịp ngày 1 tháng 6 trễ thì mình sẽ ăn Lotteria. Ôi, đây là những món mình đã có trên bàn này. Bây giờ mình sẽ ăn thôi. Sẽ ăn cái cua que trước đi. Mình bắt đầu. Đây, một cái cua que. Đây. Rồi mở bạn cua que nha. Nó thơm, giòn, dai dai nữa. Tại vì này là đặt hàng các bạn. Đi vận chuyển thì nó đã hết cái sợi rồi. Mà nó cũng ngon. Ngon. Thứ hai mình sẽ ăn hamburger. Cái món mình rất là thích. Mình cực kỳ thích luôn cái này. Giờ các bạn ăn hamburger cùng mình nha. Nó sốt đi ra kì. Nó hòa lẫn vào miếng thịt. Thịt bò á thì thơm thơm. Cái vị nó rất là ngon. Có lại có cà chua rồi rau nữa. Ăn nó sẽ không bị ngán. Mình có thể ăn được 5 cái hamburger y chang vậy. Ngon. Ủa, miếng nước đây các bạn. Nước cột cà. Ôi, đã quá Coca ơi. Giờ mình sẽ ăn thử cái một miếng mật này. Em mật này rất là wow, nó rất là giòn nha. Nhìn nó rất là giòn. Đó. Mật dai dai. Bên ngoài nó thì nó giòn. Ôi, rất là đã nha các bạn. Giờ mình sẽ tính nước đun trà. Ngọt ngọt. Hơi chua chua. Giòn giòn. Dai dai. Đã. Ok. Là món rất là quen thuộc trong quán Lotteria này. Đó chính là một cái miếng gà rán bình thường, với một miếng gà rán số thường. Giờ mình sẽ ăn nó nha. Miếng gà nó chất lượng gì nè các bạn. Trời đất ơi, rất là ngon. Các bạn nghe tiếng giòn không? Chứ mình nghe rất là lạ tai nha. Đây, mình sẽ ăn thử. Lớp giá giòn giòn. Rất là giòn đó các bạn. Nó vận chuyển vậy rồi nhưng mà nó vẫn giòn như xưa thôi. Thì bên trong trắng nõn nà luôn các bạn. Mình biết sao á, mà người ta làm được cái lớp vỏ nó giòn ghê lắm các bạn. Nó giòn hơn khi mà mình làm, hồi mẹ mình làm. Cái này nó giòn á. Trời ơi, giòn kìa. Giờ giòn dưới tay. Ừ.
Rất là ngon. Giờ mình sẽ tâm sự với bạn một vài điều. Không biết á, các bạn ở dịch á, ở nhà họ lúc mà dịch á, không biết các bạn đi đâu hay không, nhưng còn mình á thì chỉ ở nhà thôi. Còn đồ ăn thì đặt vậy thôi. Đó, rất là bình thường. Còn với lại ở nhà á là mình chỉ có khoảng 3 việc thôi. Thứ nhất là ăn, thứ hai là chơi game, rồi thứ ba là ngủ hết. Một ngày nó chỉ chơi qua và chỉ có 3 thứ vậy thôi. Một ngày nó chỉ gọi là mình chỉ làm vậy thôi. Thật sự là chán. Ở trên trường thì có thể chia sẻ và điều chơi cái thứ, nhưng mà bây giờ thì mình đã không còn cơ hội nữa rồi. Bởi vì bây giờ mình đã thi chuyên cấp xong rồi, và hiện tại là mình chuẩn bị lên lớp 6. Yeah. Không biết là lúc mà các bạn đã biết được cái điểm thi của mình chưa nhỉ? Còn mình thì biết rồi. Điểm thi của mình rất là bất ngờ luôn. Mình sẽ không nói ra đâu. Đây, bây giờ mình sẽ ăn thử miếng gà sốt phô mai. Nó béo béo. Nó béo béo mà nó gà vẫn còn giòn nha các bạn. Ngon. Béo béo mà thịt bên trong á nó còn ra nước nữa các bạn nha. Nó ngọt nữa. Trời đất ơi, siêu phẩm. Tiếp theo là mình sẽ ăn miếng gà này đi. Như này là miếng gà sốt đậu nè. Đấy, mình vẫn chưa ăn miếng gà sốt đậu, mình cũng không biết là cái miếng gà sốt đậu là miếng gà gì nữa. Để sẽ thử ăn nha. Giờ mình sẽ ăn thử. Vẫn rất là giòn. Wow. Đây. Mình nghĩ là anh nên chấm đâu. Cái này nó ngon sẵn rồi. Nước sốt á, nó có một phần cay trong trỏng. Nó có nó cay cay. Lớp bên ngoài nó giòn nữa. Bên trong thịt thì nó mềm, nó ngọt nước y chang như mấy cái kia. Nhưng mà mình rất thích cái sốt này nha. Trời ơi, không ngờ. Đây là cái sốt HS, sốt mình rất là thích ăn. Như cũ. Giòn giòn, ngọt ngọt, mặn mặn. Miếng thịt thì mềm, đã. Trời ơi, mê sốt mẻ luôn rồi. Các bạn ơi, ai trong mỗi chúng ta đều có một đứa bạn thân. Và không biết là các bạn á, có một đứa bạn thân có giống mình không? Rất là hài. Bạn thân của mình á, thì nó hay lên chạy lắm các bạn. Ngay nữa. Lúc mà hỏi gì với nó thì nó rất là lưu lát. Rất là bình thường. Không, lưu lát hơn bình thường nữa. Còn khi mà là cô kêu đứng lên trả lời một số câu hỏi á, thì nó gì nè. Dạ. Câu này nó như vậy nè, đó. Không biết các bạn là có một đứa bạn thân vậy không, nhưng mà mình thấy là vậy. Không lo đó. À các bạn ơi, rằng là thôi không hết rằng rồi.
series này các bạn có thể là đồng ý hay không, có đồng ý cái series này hay không. Nếu mà đồng ý á, cho mình 100 like các bạn. Dạo này thì hôm nay rất là ít người like cho kênh của mình, và mình ít lò ra cái bản mặt của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái luật gọi là cấm trẻ em á các bạn, cấm trẻ em dưới 12 tuổi. Thì mình là dưới 12 tuổi, nhưng mà bạn thấy mặt mình có già không? Mình thấy già lắm rồi, nó vẫn cấm. Kỳ lạ ha, rất là kỳ lạ luôn á. Trời ơi, mình tưởng mình già lắm chứ. Mình tưởng mình có một cái vụ ở lớp 5 kỳ 2 là mình có đi chơi. Thì mình đi chơi cùng với lớp, và mình đi cùng theo tụ tụ vậy nè. Xong rồi mình đi á, thì có mấy đứa nhỏ khoảng chừng mấy tuổi ta, khoảng 6-7 tuổi, kêu mình là anh ơi, anh học trường gì vậy? Mình nói là mình học trường cùng với là em đó. Mà em nói là ủa đâu có đâu, làm gì có mấy anh nào lớp 7 đâu. Tại vì cái thân hình của mình thì nó vượt quá giới hạn của con người hiện đôi tuổi thôi. Nhưng mà con hiểu sao lại tại sao lại lại nói vậy, bởi vì mình lùn mà các bạn, mình rất là lùn thiệt sự. Còn các bạn đánh giá như nào thì các bạn vẫn đánh giá nhé, bởi vì nó cấm lùn bởi vì mình còn rất là trẻ. Khổ. Chắc đứng lên 20 tuổi kêu 30 tuổi rồi đó. Nếu các bạn có chuyện không? Có trường hợp vậy không? Chứ mình thấy là có rồi. À quên, các bạn nhớ cho mình 1 like. Đúng rồi, nếu nói là 100 like là mình sẽ gọi là coi như là các bạn nói là các bạn muốn làm cái series này. Còn các bạn không đủ 100 like thì không làm tiếp, ok, thôi xong rồi. Ngon, đã. Ép là hiện tại cái video ăn chim que của mình thì nó đang rất là ít người xem. Cái kênh mình là một cái kênh mà dạ em không nổi tiếng lắm, không nói chung là không nổi tiếng luôn. Nếu mà so sánh vào các kênh khác thì kênh mình thì sẽ không có được, không có tuổi đâu bạn nhé. Bạn đừng so sánh với các bạn, so sánh rồi á, mấy đứa các bạn á có khi sẽ đặt vào mặt các bạn vài dòng, mình không có ý gì đâu, mà các bạn hãy cẩn thận nhé. Có lẽ là video đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho
mình một share, một like, là cái và ai mà chưa đăng ký kênh mình á thì các bạn hãy like subscribe liền đi. Bây giờ này mình ta ăn mì tôm thôi, một hai bữa thì mình mới ăn được như vậy, cho nên các bạn nhớ like mạnh tay nhiều nhé và subscribe nữa. Còn bây giờ thì bye bye. Ngon không? Ngon quá.